được nghe anh ơi. Đây. Đừng ngay đây luôn, đừng ngay đây chỗ này luôn, hai hàng đi, một hàng dưới hàng trên thấp cao cũng được, không sao? Lấy cái chữ lên luôn. Chúng ta bình chụp hình mình muốn lấy được cả cái bảng và cả ngôi lán thì chúng ta sẽ đứng. Bằng cái lán đi. Cầu thang còn ngang với cái tấm bảng. Ngang là bao nhiêu? Đứng đứng hai bên, đứng hai bên được, đứng hai bên được. Đây là bọn mẹ thầy đấy. Đấy cả là tổng thể luôn. Rồi, chú ý nhá. Đứng thẳng vào, đứng thẳng vào đấy. Đứng thẳng vào đấy. Sao mình sẽ đứng thẳng ạ, đứng thẳng thành một hàng dài ạ. Dài qua đây ạ. Rồi, một hàng dài đây, hàng dài đây. Dài à? Cậu đi bộ vào đây chỗ. Nhìn lên thế nào. Ôi giời. Anh thì muốn chụp. Vào đây, vào đây. Rồi, cả nhà nhìn. Lấy cái chữ anh nhá, lấy cái chữ đấy nhá. Ơ hai bạc, nào đứng đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Sống lại thiệt. Cẩn thận. Che mất cái biển thôi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Cái kia phán anh đủ nạt cho bác sốt rồi. Người thật chứ. Đấy bây giờ cái tao người xưa với đời tự tao làm cái chết mà. À, thon bụng vào, thóc bụng vào, thóc bụng vào. Từ từ ạ, 1, 2, 3, 2, 3. Ok. Rồi, cảm ơn em. Đặc nghiệp từ vơi, đối với trong đặc nghiệp từ vơi đấy. Bình ý của lãnh của lãnh. Thôi được, cho lãnh, cho lãnh. Mình tập trung ở đây để nghe thông tin trước ạ. Ô, anh cũng cắt tôm gô đấy. Nghe lo tóm hơi đồng bố kia bán về để cứ giới thiệu với anh chị vị trí chúng ta đang dừng chân và ngôi lán ở phía trước mắt của chúng ta là lán làm việc và nghỉ ngơi của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngôi lán này có diện tích là 18 m² và ở bên trong được có 2 gian. Gian phía bên trong là gian làm việc và nghỉ ngơi của đồng chí Cần Vụ tên là Chúng Xính, người dân tộc Tày. Và gian phía bên ngoài là gian làm việc và nghỉ ngơi của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thưa anh chị, bên cạnh ngôi lán này có một đường hầm được đào xuyên núi. Đường hầm này được các chiến sĩ của ta đào trong khoảng thời gian là 28 ngày đêm, quân số chỉ có hơn 50 người. Đường hầm được đào từ hai hướng và thông nhau ở lòng núi, nhưng điều kiện đào hầm hết sức khó khăn. Trong điều kiện không có thước đo, các chiến sĩ của ta đã dùng dây rừng để làm thước đo. Và trong điều kiện không có la bàn để xác định phương hướng, các chiến sĩ đã áp tai xuống đất để nghe âm thanh từ xa vọng về. Nhưng phương pháp đó ta chỉ sử dụng được khi còn cách nhau khoảng 10 mét. Còn khoảng cách xa hơn nữa thì sẽ không tránh khỏi sự chệch hướng đâu ạ. Và đúng như vậy, trong quá trình đào hầm, các chiến sĩ đã phát hiện ra có sự chệch hướng và đã có sáng kiến. Đó là sửa chỗ chệch hướng đó trở thành một căn phòng họp. Ở ngay trung tâm của căn hầm này có diện tích là 18 m² và bên trong có ống thông gió. Ngoài ra thì bên trong đường hầm này còn được đào 5 ngách để đặt máy thông tin liên lạc. Một máy nối với Bộ Chỉ huy Chiến dịch với Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch, Chi viện tiền phương và 4 máy còn lại nối với các đại đoàn tham gia chiến dịch ngoài mặt trận ạ. Thưa anh chị, sau 28 ngày đêm gian khổ, các chiến sĩ của ta đã khoét thông đường hầm này có tổng chiều dài là 69 m, chiều cao là 1 m 7 và có chiều rộng là từ 1 đến 3 m. Và vâng, sau đây thì để hiểu rõ hơn về căn hầm này, em mời đoàn mình chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phía trong để trải nghiệm được không ạ? Dạ vâng, đi qua đường hầm này là chúng ta sẽ xuống sang một cửa khác ạ. Mất chắn thôi thì xuống nhé này, mất này còn cả được bao đó đây làm có bác cái áp đây làm gì quá cần vù đó là vào đấy thì vào hầm dập lửa nhé dập lửa. Đấy, vào hầm xuyên núi kết thúc chào bà con.